Kìa kìa, có bình máu đâu, hết mẹ bình máu rồi. Thằng đéo nó cũng dàn dẹo thế này, cầm bay bom đi ông ơi. Hình như xuống kia có máu đấy. Sao chỗ này là ngập hết dầu rồi nhỉ, ngập hết bùn rồi này. Nó ngập hết chỗ nước rồi không ạ? Kiểu như là tràn tràn bờ đê rồi, bê đê khắp mọi miền quê hôm nay rồi. Nước tràn bờ đê khắp mọi miền quê. Đậu phụ mày. Thế ông ơi, lên nhà, lên ông nhà. Phê, lên không? Thằng này phê, phê này. Kỷ lục tiết kiệm đạn đi, mấy con này cũng phải cầm súng là thì đéo nào. Có melee đâu. À, từ từ thôi, đi từ thôi. Đi nhanh lại gặp Hunter bây giờ đéo phải cứu được. Ôi, tôi chả nhìn được ở đây. Cho cái bao căn. Cho cái bao storm này mà nó không bị thổi đi nhỉ. Bọn zombie nhẹ hơn mình mà. Nó không có não. Mình không có não. Không có não thì mình phải bị thổi đi chứ không. Nó kia around here kìa. Nó kia đồ đằng sau kìa. Hiểu. Ông bắn đằng trước không? Cái mẹ đằng sau vãi cả đứa chứ. Nó kia gót mi kìa. Rồi kia đồ hẹo rồi. Nó kia đồ gần hẹo rồi. Nhà kia mày, nhà. Đi đâu đi. Vãi mẹ nó ngập hết nước bùn đúng không ạ? Từ nhá. Vào khám nhà xem có gì không đã, đừng có gọi điện vội nhá. Gọi điện vội là đéo bắt được đâu. Nếu mẹ toàn bị ngập hết à? Có Molotov này. Ở ngoài có súng không ơi? Ở ngoài có súng ơi. Có nên nhặt tập quan không nhỉ? Trên này có cái đéo gì này? Trên này có cái đéo gì này? Trên nhà trên cây, cái nhà trên cây ấy. Vãi lệnh sniper. Ôi nhà shotgun được, nhà shotgun khỏe mà. Tôi thích bắn shotgun hơn. Từ từ tôi xử lý mấy thằng zombie á. Ông ơi, xa xa hình như có con. Đâu? Đó kì thế. Hình như, đấy đấy đấy. Cầm shotgun mà, cầm ấy mà bắn sniper. Bùng mơ kìa. Đâu? Thấy bùng mơ. Đúng rồi, đi tiếp lên đây ông ơi. Anh em bây giờ anh em kiểu như là gần chết các bạn rồi nên anh em phải vào khám từng nhà một xem có cái gì sống ăn được không. Cái điều khám là ăn cứt đấy. Nhà đéo có gì cả ngoài bọn zombie. Thôi đi ra ngoài đây, không có gì đâu. Điều ơi, nhảy một phát xuống mạnh cái nhà luôn nhá. Nhảy xuống cái thùng cắt tông nhá. Đi. Xong rồi nhảy lên mạnh. Không nhảy lên mái nhà luôn. Rồi. Tạm thời an toàn. Nhảy qua này, bắt cua. Đằng sau kìa. Đấy, cái tình trạng của nhóm đang lâm vào mẹ. Đéo gì đây? Nó chi xích. Để mẹ cha dơ ông ơi. Chết rồi. Nó đang hấp tôi. Mẹ. Đéo nào mẹ báo tiết cha dơ làm ra. Bố mày đang ra đây nói ít thôi, con trai con rốt chi, con đàn bà hung hãn. Đéo có ấy nhở, đéo có máu nhở. Tình thế nguy hiểm quá đấy. Đéo ơi. Què con mẹ rồi, đéo nhảy được qua. Đây. Lết rồi. Lết rồi, có mỗi Liên Minh là chạy rồi. Anh em chia nhau ra khám nhà nhá. Trong này có một cái bom ấy. Trong này có thuốc lắc này ông ơi. Bú đi, đưa Kido bú đi. Kido sắp đi rồi. Kido đâu? Cái này. Này, thuốc lắc này. Từ từ bây giờ phải vào nhà mấy cái nhà này xem có gì không. Nếu vào được. What the hell? Con Kido vừa ăn thuốc lắc xong mà. Vừa ăn xong lại yếu.
Chịu rồi. Đi hướng nào ơi? Ông thấy A ơi. Bị ngay mà. Thì A là có biến mẹ rồi. Đấy nha, anh khế trả vàng nha. Đi 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 hướng ngoài, đi thôi đi thôi đi thôi. Thằng đéo nào cũng lết thế này thì. Mà có mẹ còn lết ở trên bùn nữa chứ. What the fuck mẹ. Thằng bây giờ đứng ở đấy làm sao mà chịu. Thôi, nhảo đi ông ơi. Đừng nhảo đi, nhảo nó đi. Nhảo nó đi. Bây giờ tanh đang hiếp dâm nó ở đấy thì. Tanh chết chưa? Chưa. Rồi. Nó đang đến đấy. Thôi đi đúng rồi. Anh em hy sinh một người bỏ đi. Anh em hy sinh có thể sống biết ngay mà. Ngu quá là hai téo ơi. Té té. Tí nữa anh em mình còn có cái. Có cái safe room ấy. Hình như đường này đéo phải. Cái đường thằng Kido đi mà đúng. Thế có mẹ tôi cảm thấy thằng tay nó lên đây. Đường dưới chân này. What the fuck. What the fuck. Chết tôi rồi ông ơi. Cứu lấy đời mình đi. Cứu lấy đời mình đi. Chạy đi. Má đi rồi. Xử lý. Đồng con mẹ rồi. Rồi đi rồi. Nó chết tanh. Tanh chết rồi. Cứu. Lên con mẹ lên nhanh ông ơi. Đéo hiểu sao nó đứng. Nó đi nhanh thế. Đi ra cứu. F2 tôi vốn đâu rồi. Thằng ra đây, má thằng đéo nó cũng lết thế này, tanh đéo ném được mua lốt, đéo ném được pipe bomb. Thằng ra đây, má. Bây giờ kiểu một thằng ngã xuống xong rồi được cứu ở trong cái room safe ấy. Không ạ. Thằng Kido sắp đi rồi ông ơi, nhanh lên. Nó sắp tử trận rồi. Chờ tôi còn đi nhầm map rồi. Thôi đi rồi. 5 8 4 5 3 đi rồi. Thôi đi con mẹ rồi. Anh thằng đéo là cũng lên thế này thì làm sao mà cứu được. Đây đi lên khu vui chơi không ơi. Tí nữa đến xếp room là cứu được nó đấy. Nó đầy máu luôn đấy. 50 tiết thôi đâu ra đấy. Thì cũng là mẹ không bị que cụt. Quất trao gì đấy. Thế đéo đó mẹ. À đây xếp room. Ông ơi mở được máu còn xếp luôn bác ơi. Xếp luôn rồi các anh điên còn đi đường khác. Rồi vào rồi. Ok ông ơi. Vào lấy máu đâu. Ok 9 máu phải cả đây. Buồn cười quá thằng Tanh. Thế đó. Nó đứng phía dưới á. Vãi lành. Thế giờ ông thấy mà tôi mở được máu xong tôi chết không. Có thể đéo thằng Tanh thì nó đang hiếp dâm thằng Kido mà sao nó chạy ra đây nhanh ấy nhỉ. Ôi ơi, nhiều bình máu lắm. Thằng đéo nó cắn tao đấy. Đừng có bắn, mày con rút chi để bắn mình ạ, vãi lình. Nhiều bình máu lắm ông ơi, kia đi. Máu đâu, bọn nó ăn hết mẹ. Nó ăn hết con mẹ rồi, tao bị bùi, tôi băng trong. Nó bọn này khốn nạn, nó bắn ăn hết mẹ rồi. Rồi, tôi cầm một cái rồi, đi thôi. Đổ spot đấy, đổ sang spot mà cầm. Cầm pipe bomb nhá. Một thằng cầm molotov, một thằng cầm pipe bomb. Có molotov không? Một thằng cầm bom pew đi, có bom pew không? Không có đâu anh. Ui, thật cơ mình, tôi tưởng bom tôi đang bắn. Đều có bom pew hay sao ấy? Đều có đâu, có mỗi molotov thôi. À, có mỗi pipe bomb rồi đi anh. Đi thôi. Vừa ra mà xem. Bây giờ gọi cái thuyền đến và xử lý. Mẹ lần trước tôi đang gọi cái thuyền xong rồi mẹ con Tanh nó ném cái ô tô vào đầu tôi chết luôn. Xong ném cái đá vào đằng đầu Kido cũng đi luôn. Rồi. Xin ra bot kìa. Xin signal ra bot kìa ông ơi. Thì là xin mời rồi bác. Từ từ thằng Kido từ từ thôi ông. Bấm từ thôi anh em vào vị trí rồi mẹ bấm. Từ từ ông ơi. Từ từ. Ở dưới này có ấy đấy. Ở dưới này có máu này. Có máu đây, nhặt máu đây.
Ở dưới này có máu đúng không? Có máu. Ra ra lên lấy máu anh em ơi. Có hai bình máu. Chiro lấy đi. Xong rồi có cả có ba bình ấy đủ cho anh em ấy. Trên này có cả cái pom pill rồi. Tôi cầm pom pill cho. Một thằng mình còn green long trơn nhỉ? Về phần trên nhiệm vụ thằng Kido sẽ làm nhiệm vụ bấm còi. Thôi rồi để tôi bấm cho. Anh em đứng trên cover nha. À cái còi ở trên mà. Tí thằng mấy thằng tanh nó ra nó đập chết. Mấy thằng không ai có molotov à? Molotov là cái gì? Là cái quả bom tự do á. Bom lửa hay? Bom cháy. À bom lửa. Ờ, rồi bấm đi ông ơi. Anh em nhảy lên đây, nhảy lên đây. có pipe bomb trên này này thì đéo nào? Sẽ có pipe bomb trên này. Tôi cầm pipe bomb này. Mấy ông ủa spiller kia, nó nhổ axit lên kìa. Ông ơi, mẹ lưng giữa lưng nhá, mẹ chém hết chúng nó lên mỗi thằng một góc thủ. Charger đấy. Charger ơi ông ạ. Cứ bình tĩnh rồi. Đừng lên đầu tôi không? Cái đinh lên đi. Ông còn ném quả pipe bomb đi ông nào ném quả pipe bomb đi. Mình nhiều pipe bomb mà ném đi. Cút xuống. Cái đinh nhảy lên đầu rồi. À, tụt con mẹ xuống rồi. Không lên được. Không lên được. Nó tụt xuống. Tôi bị lạc trôi ra đây đúng không ơi. Tôi bị quá lệnh boomer luôn mà. Anh kìa. Xử lý tanh đi mấy má. Tôi đang leo lên. Ui. Đây tôi có cái bom dụ này. Đâu bọn tanh đâu. Tanh này. Rồi nó dính rồi. Zombie cắn nó đi. Các con. Nó lên kìa ông ơi, xả súng. Xả súng. Tử hình rồi. tanh đều rồi. Tanh hơi nó vẫn khỏe như chó ấy. Bỏ mẹ rồi. Tôi có cái bình ga này, bây giờ tôi ném xuống cho anh em bắn nha. Em cứ đang nhiều do mà. Đây. Mình ném xuống bố nào ném pipe bomb luôn. Thao xuống liều mình xuống ném quả pipe bomb xuống lấy quả pipe bomb. Con rốt chi nó xuống rồi. Liều mình mấy cả đấy. Tôi xuống theo đi, nhặt đạn. Tôi có hết đạn đâu. Thế là tôi chém kiếm em một. Let's kill lâu thế. Có lệnh mấy bố bỏ mình trên này à. Lên lại đi ông ơi. Đây sao đang lên rồi. Tôi bị nổ. Rồi bước lên đây. Nhiều zombie vãi lệnh. Cái chỗ mà I hear one of the jockey. If I see it I gonna shoot. Shit. Jockey lên đấy ông ơi. Có jockey ấy. Không phải jockey đâu mà anh ấy. Này jockey này không phải này. Nó đang tiếp dập nào. Chạy axit, đứng trên axit kìa. Đâu tanh đâu? Chết tôi. Ôi Peter kìa. Tanh đâu? Anh đứng sau, anh đứng sau. Thấy đâu đâu? Đứng sau. À, nó lên đúng rồi. Tanh cả mỗi người một hướng. Một thằng chết thôi. Rồi Kido đi rồi. Chạy đi ông ơi, chạy đi. Tôi rơi rồi. Mày mới kêu. Tôi rơi rồi. Ok, tôi đang solo với thằng Tanh. Rồi đi rồi, ra cứu Kido đi. Tôi solo Tanh thắng rồi. Đang lết này. Hình như có con nữa chứ mày. Charger à? Sao Charger chết dễ nhỉ? Charger, thanh niên F3. Ờ, quay tay nhiều. Nó đến đấy. Quay lệch. Tôi có pipe bomb này. Pipe bomb lại Tanh à? À. Bắn đi ông ơi, rescue đến rồi. Chạy ra thuyền đi. Kêu, chạy ra thuyền. À! Chạy ra thuyền ông ơi. Chạy đi ông ơi. Tôi ra được thuyền rồi. Thằng Tanh nó chết con mẹ rồi, nhanh lên ông ơi. Đấy rồi, tôi ra thuyền rồi. Tôi chưa ra. Đây, Rochi xinh gái đang ở với tôi. Ai đây? Nhanh ra tôi đấy nhá. Cùng thằng ít máu đi ông ơi. À mà mình có máu mà thì đéo nào. Rồi lên thuyền kẹp mẹ nó. Lên.
Rồi, tanh. À, kê kê lắm mày. Rồi, 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 mệt vãi lình. Vãi lình, mẹ tanh nó đéo tha. Không, mình đang đứng ở đâu trên con thuyền đấy? Mình đang đứng ở chỗ nào trên con thuyền đấy? Well, yeah, hoàn thành được 10 cái achievement. Ok. Vậy là cái hard rain này đã kết thúc. Để ủng hộ mình làm tiếp thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe và comment nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.